Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi tại một số địa phương ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay có xu hướng tăng nhẹ, mức tăng khoảng 500 đồng trên 1 kg nên chưa tạo một ngưỡng giá mới. Tiêu thụ thịt heo tại miền Bắc có xu hướng tốt dần lên, giá heo hơi vì vậy cũng có xu hướng tăng nhẹ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, chỉ tăng ở vùng giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg lên mức 53 cho đến 54.000 đồng và hầu như ở thị trường miền Bắc mức giá 55.000 đồng trên 1 kg khá hiếm. Chỉ những hộ bán cho các thương lái nhỏ lẻ, lái mù địa phương thì mới được mức giá cao 55.000 đồng. Ghi nhận một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định hay trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ hay đối với khu vực Bắc Giang trong ngày hôm nay khung giá 50 cho đến 54.000 đồng phổ biến nhiều hơn. Tuy nhiên, một số địa phương ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay hầu như không có sự biến động về giá. Một số địa phương như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang hay sang các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên, mức giá dao động từ 51 cho đến 54.000 đồng rất phổ biến. Tuy nhiên, nhiều nơi trong ngày hôm nay báo giá tỉnh Điện Biên đối với heo đẹp bán cho lái mổ địa phương lên đến 55.000 đồng trên 1 kg. Và đây là một trong những địa phương có mức giá cao ở thị trường miền Bắc hiện nay. Các tỉnh ở khu miền Trung và Tây Nguyên chưa ghi nhận có sự biến động. Các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn giữ nguyên ở khung giá từ 50 cho đến 53.000 đồng. Đặc biệt theo ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày hôm nay có mức giá như vậy. Tuy nhiên, đối với tỉnh Nghệ An, một số huyện ở khu đồng bằng như khu vực Diễn Châu chỉ dao động trong khoảng 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Có thể là heo xấu mới mức giá dưới 50.000 đồng ở tỉnh Nghệ An hiện nay. Trong khi đó, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang dao động trong khoảng từ 50 cho đến 52.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng không mấy khả quan khi mức giá 50 cho đến 53.000 đồng phổ biến nhiều hơn, đặc biệt là khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng. Thậm chí nhiều nơi ở tỉnh Bình Định và Phú Yên trong ngày hôm nay báo giá 49 cho đến 52.000 đồng và hầu như mức giá tương đương với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên. Bởi trong ngày hôm nay, một số địa phương như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk hay là đối với tỉnh Đắk Nông, mức giá 48 cho đến 52.000 đồng rất phổ biến. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay ghi nhận cao nhất đạt 54.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hay là đối với Bà Rịa Vũng Tàu, mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg phổ biến nhiều hơn. Trong khi đó, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá trên địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay bình quân đạt 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Sóc Trăng, Bến Tre hay là đối với khu vực Trà Vinh trong ngày hôm nay có mức giá dao động từ 50 cho đến 52.000 đồng. Cao hơn một chút, 52 cho đến 54.000 đồng có Long An, Tiền Giang hay là đối với tỉnh Cần Thơ. Cũng theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, tổng lượng heo mảnh về chợ đầu mối Hóc Môn ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn với số lượng lớn, dao động khoảng 5.100 con. Giá heo mảnh trong ngày hôm nay có xu hướng giảm nhẹ, phổ biến trong khoảng từ 67 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, giá heo hơi tại đất nước tỷ dân đó là Trung Quốc trong những ngày qua cũng liên tục có xu hướng giảm và theo ghi nhận trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 59 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào từng tỉnh. Như vậy có thể thấy rằng tại thị trường Trung Quốc, những tháng vừa qua giá hơi luôn neo ở mức cao, có những thời điểm lên đến 95.000 đồng trên 1 kg. Nhưng bắt đầu sang tháng 12 năm 2022, giá heo tại đất nước này đã cắm đầu giảm và hiện nay đang ở mức thấp cho dù Tết Nguyên đán đang đến gần. Và diễn biến này khá bi quan cho người chăn nuôi ở thời điểm hiện tại. Và chi tiết hơn, theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội phổ biến trong khoảng giá từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động, dao động trong khoảng từ 52 cho đến 54.000 đồng. Thái Bình phổ biến 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Khu vực Hải Dương phổ biến trong khoảng từ 51 cho đến 53.000 đồng. Hà Nam có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng phổ biến trong khoảng từ 52 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Quảng Ninh trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg phổ biến nhiều hơn. Trong khi đó, đối với tỉnh Nam Định có mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Ninh Bình phổ biến 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Yên Mô của tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá 53.000 đồng. Ở khu vực Gia Viễn phổ biến 52.000 đồng trên 1 kg. Bắc Ninh trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động, mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg phổ biến nhiều hơn. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn như khu vực Thái Nguyên phổ biến trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng. Phú Thọ có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Giang phổ biến trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng. Một số địa phương ở khu vùng cao như Lạng Sơn trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động trong khoảng 49 cho đến 53.000 đồng. Cao Bằng có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Bắc Cạn trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 52 cho đến 53.000 đồng. Tuyên Quang có mức giá 48 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Hà Giang phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Lào Cai 50 cho đến 53.000 đồng. Yên Bái trong ngày hôm nay có mức giá thấp hơn, phổ biến 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên dao động 52 cho đến 54.000 đồng. Khu vực Sơn La có mức giá 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Hòa Bình chỉ dao động 49 cho đến 53.000 đồng. Như vậy, giá heo hơi ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay phổ biến dao động từ 50 cho đến 53.000 đồng. Khung giá đó cũng hầu như ngang bằng so với các tỉnh ở khu miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt, một số địa phương có đàn heo lớn ở khu miền Trung như Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng. Nghệ An có mức giá 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng giá từ 49 cho đến 53.000 đồng. Quảng Bình, Quảng Trị 49 cho đến 52.000 đồng. Huế trong ngày hôm nay có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng phổ biến dao động từ 52 cho đến 53.000 đồng. Quảng Nam có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Quảng Ngãi 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Sơn Tịnh của tỉnh Quảng Ngãi trong ngày hôm nay chỉ dao động 51 cho đến 52.000 đồng. Bình Định có mức giá 48 cho đến 52.000 đồng. Khu vực Phú Yên trong ngày hôm nay phổ biến 50 cho đến 53.000 đồng. Khánh Hòa 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hai địa phương là Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay có mức giá dao động 51 cho đến 53.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay ghi nhận Gia Lai 48 cho đến 52.000 đồng. Kon Tum trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các địa phương khác như Đắk Lắk phổ biến 49 cho đến 53.000 đồng. Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Nam ghi nhận thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 51 cho đến 53.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu 51 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Bình Dương, Bình Phước và tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 50 cho đến 53.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Long An phổ biến 50 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Tiền Giang có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre và Trà Vinh trong ngày hôm nay có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Khu vực Bạc Liêu 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 48 cho đến 52.000 đồng. Vĩnh Long có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Khu vực An Giang phổ biến 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ và Đồng Tháp vẫn neo ở mức cao, dao động trong khoảng từ 51 cho đến 54.000 đồng. Trong khi đó, Cà Mau dao động 50 cho đến 53.000 đồng. Kiên Giang có mức giá bình quân từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin Giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.